Nổi cơn thèm tạt vào ruộng lúa giữa đêm, cặp đôi nam thanh nữ tú tự nhiên được tắm bùn. Đoạn clip ghi lại cảnh tượng ố dề của một đôi nam nữ khi đang đi hẹn hò nhưng lại nổi hứng tạt vào ruộng lúa. Tại hiện trường là hình ảnh đôi nam nữ người lấm lem bùn đất từ đầu đến chân. Thậm chí mọi người chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nhấp nháy của đôi nam thanh nữ tú, chứ cả khuôn mặt đã bị phủ kín toàn bùn. Chiếc xe cũng nằm chồng vó giữa ruộng cùng chung số phận ngập trong bùn với chủ nhân của nó. Đấy, cứ thích thể hiện cơ. Bài học đắt giá cho các nam thanh niên. Hẹn hò thế này thì hỏng hẳn, sợ mai là không liên lạc với em gái kia thì toang. Thanh niên xế nhớ bài học đắt giá nha. Trộm chó manh động dùng bình xịt hơi cay chống trả khi bị phát hiện, quá coi thường pháp luật. Đoạn video không rõ ở đâu, nhưng trộm chó ngay ban ngày ban mặt, có cả chủ nhân ở nhà. Cẩu tặc xông vào tận nơi để ẵm luôn chú cún cương đi. Liền ngay sau đó, chủ nhà phát hiện và đuổi theo, thì cẩu tặc dùng bình xịt hơi cay để chống trả lại khiến người chủ phải bỏ cuộc. Chủ nhân sau màn tránh hơi cay, có sự trợ giúp của hai anh hàng xóm nữa đã liều mình dùng gậy đuổi theo, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được hai tên cẩu tặc. Nhưng mà với những tên manh động thế này thì tốt nhất là anh em nên tránh xa để đảm bảo tính mạng của mình thôi. Cô gái đỏ mặt khi trang điểm trước kính cường lực một chiều. Cô gái với số đo 3 vòng vô cùng chuẩn, vô tư soi gương. Những tưởng chiếc gương một chiều nên cô vô tư tạo dáng rồi trang điểm. Tất cả những hành động hài hước và dễ thương của cô đã được hai anh chàng chứng kiến trong sự ngỡ ngàng. Còn cô nàng thì sau khi biết bên trong có người lại tỏ ra vô cùng e thẹn. Không sao đâu, mình đẹp mình có quyền mà.